Đây, dư luận đang xôn xao trước việc phụ huynh vác hung khí xông vào phòng hiệu trường và buộc thầy giáo quỳ gối xin lỗi trước sân trường. Không ai có thể chấp nhận một chuyện vô pháp vô thiên, vi phạm cả pháp luật và đạo đức như vậy. Nhưng xét cho cùng, hành động của người cha vì bức xúc việc hai con bị nhắc chưa đóng bảo hiểm y tế là đúng hay sai. Liệu trong sự việc này, phía nhà trường có đang làm giấy lên sự phẫn nộ cao trào cho phụ huynh dẫn đến chuyện không đáng có như vậy không? Ngày 2 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Văn Điệp để điều tra về hành vi làm nhục người khác là kịp thời và cần thiết. Trả lời về vấn đề này, thầy hiệu trưởng cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do một số em học sinh chưa đóng bảo hiểm y tế bắt buộc nên trường gửi giấy mời phụ huynh. Nhiều phụ huynh không tới, trong đó có hai cháu con của bị can Điệp lớp 1 và lớp 5. Vì thế, vào cuối buổi chào cơ sáng ngày 31 tháng 10, trường tiểu học Sơn Lâm có mời một số học sinh, trong đó có hai con của ông Điệp, đứng lên để hỏi về việc phụ huynh đã nhận được giấy mời hay chưa mà không thấy phản hồi. Hiệu trưởng trường tiểu học Sơn Lâm chia sẻ rất buồn khi sự việc xảy ra, đồng thời cũng thừa nhận việc trường phát loa thông báo nêu tên các em giữa trường là chưa phù hợp trong thời điểm này, hành xử chưa đúng và xin rút kinh nghiệm. Cũng theo hiệu trưởng thống, bảo hiểm y tế là bắt buộc, lẽ ra bên bảo hiểm phải thu, Tuy nhiên đơn vị này đã có văn bản gửi lên sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo giao cho nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, học sinh, tổ chức thu bảo hiểm y tế để đạt 100% học sinh phải tham gia. Vì hiệu trưởng nói, hiện tại trường đã thu được 93%, còn 14 em chưa nộp, trong đó có hai học sinh con của phụ huynh vác hung khí xông vào trường. Mỗi học sinh phải đóng từ 402 đến 563 000 đồng tùy hoàn cảnh gia đình. Nếu thu không đạt thì bị nhắc nhở và trường cũng cảm thấy rất áp lực. Trong vấn đề này, có một số ý kiến cho rằng lãnh đạo nhà trường đang xử lý tình huống sư phạm thiếu tế nhị. Trường nếu muốn tìm hiểu có thể gặp riêng hai cháu. Việc nhà trường bắt hai đứa trẻ 6 tuổi và 10 tuổi đứng trước sân chào cờ giữa hàng trăm bạn bè để hỏi việc cha mẹ chưa đóng tiền là một hành vi trái luật và phản giáo dục, có dấu hiệu vi phạm luật trẻ em 2016. Trong luật trẻ em 2016 có giải thích về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Việc bắt hai đứa trẻ đứng lên để hỏi chuyện cha mẹ chưa đóng bảo hiểm y tế là cô lập chúng trong mắt bạn bè còn lại. Điều năm luật này quy định, không phân biệt đối xử trẻ em thì việc bắt các em đứng lên trong buổi chào cờ là hành vi phân biệt đối xử. Điều 6 Luật trẻ em nghiêm cấm kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em vì đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh gia đình thì việc bắt chúng đứng lên trong buổi trao cờ là tạo ra sự kỳ thị. Nếu so sánh với điều 47 Luật trẻ em 2016, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục có trách nhiệm bảo vệ trẻ em. Việc bảo vệ trẻ em phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì hành vi ấy rõ ràng đang đi ngược lại việc bảo vệ trẻ nếu xem trên phương diện luật trẻ em vụ việc này là sai luật chứ không phải chỉ là thiếu tế nhị bên cạnh việc đòi hỏi và đề nghị xử lý nghiêm khắc bị can về hành vi làm nhục cũng cần xem xét xử lý kỷ luật những người đã làm sai đối với trẻ em về phía phụ huynh việc người cha ngang nhiên cầm hung khí vào trường là hoàn toàn sai trái chưa kể phụ huynh này còn có hành vi xúc phạm đến thân thể và tinh thần của giáo viên ảnh hưởng đến cả học sinh trong trường là chưa đúng mực và trái pháp luật trong sự việc này cần nhìn nhận lại điều sai trái đều nằm ở cả hai phía phụ huynh và nhà trường không thể quy trách nhiệm vào bất kỳ bên nào qua sự việc này nhiều phụ huynh cần nhìn nhận lại cách quan tâm đến vấn đề giáo dục của mình hay chưa có thực sự hiểu và thông cảm cho phía nhà trường chưa đối với nhà trường có lẽ nên lắng nghe và có ý kiến đối với từng bậc phụ huynh nên mềm dẻo trong cách ứng xử đối với trẻ và với phụ huynh của trẻ hy vọng rằng các bậc phụ huynh sẽ cùng nhà trường chung tay xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ măng non thay vì để mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng dẫn đến sự việc phụ huynh xông vào trường náo loạn gây mất đoàn kết như vụ việc này